ai vậy? Người đó là ai vậy? Có phải cô họ Trôi không? Ba thấy có đẹp không ba? Quà Giáng sinh của con đó. Bộ đồ đó đó ba, bộ đồ hồi nhỏ của cô đó. Con biết tại sao chị U tới đồn cảnh sát Dông In không? Cô ấy đã bị lạc mất ba mẹ của mình. Có phải bị lạc ở Dông In hay không? Đơn đăng ký khai sinh. Cậu ấy đã làm sao? Tôi rất vui với quyết định này của anh chưa? Em nói với anh ấy là em sẽ chuyển đi. Nếu như anh ấy chịu đăng ký khai sinh cho Hanin. Chuyển ra ngoài sao? Chuyển đi đâu mới được? Ba ra ngoài gặp ông Choi. Gặp chủ tịch Choi hả ba? Mới cách đây mấy ngày trước ông ấy rất vui khi tìm thấy bức ảnh con gái ông ấy ở văn phòng công ty của ông ấy. Hình con gái hay sao? Chủ tịch Choi chị H đã tìm kiếm con gái thất lạc của ông ấy hơn 30 năm nay rồi mà.